Quốc Thịnh Vlog xin chào anh chị, các bạn, bà con. Một mùa xuân nữa lại đến, khắp mọi nẻo đường, khu phố như đang nhộn nhịp, tấp nập hẳn lên. Báo hiệu mùa xuân 2024 đang đến rất gần. Để hòa chung không khí mùa xuân rộn ràng, Quốc Thịnh Vlog sẽ có những ghi nhận không khí rộn rã những ngày giáp Tết tại quê hương Sa Đéc và những địa điểm chi tiết như làng hoa Sa Đéc, chợ hoa Sa Đéc, chợ Tết Sa Đéc, chợ đầu mối nông hải sản, các địa danh nổi tiếng Kiến An Cung, chùa Bà, chùa Tiều, cầu Sắt Quay, vân vân. Mùa xuân mới lại đến, kính chúc quý vị năm mới an khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý, thành đạt. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Quốc Thịnh đang đứng ở đường góc đường Trần Phú, đường Tôn Đức Thắng. Trước mặt mình là quán cà phê Quỳnh Hương, và phía trước mặt mình là đi ra đường Nguyễn Xuân Sắc, hay còn gọi là quốc lộ 80 cũ. Thì hôm nay là ngày 25 Tết rồi nha quý vị. Quốc Thịnh sẽ review lại cho quý vị xem một cái không khí của thành phố Sa Đéc vào những ngày gần Tết, 25 Tết 2024. Thì Quốc Thịnh mời quý vị và các bạn cùng trải nghiệm với Quốc Thịnh một cái thành phố mà những người con đi xa, những anh chị đã từng sống ở thành phố Sa Đéc, nguyên quán Sa Đéc mà nơi chôn nhau cát rốn, đã từng ở thành phố Sa Đéc. Quốc Thịnh muốn chia sẻ một cái cảnh cho nhiều anh chị bà con ở phương xa không có về quê ăn Tết được, cùng trải nghiệm, cùng nhớ về nhiều kỷ niệm của Sa Đéc hôm nay và ngày xưa ra sao. Thì mời quý vị cùng theo chân Quốc Thịnh nha. Thì góc này là Quỳnh Hương nè, Trần Phú, Quỳnh Hương nè, Tôn Đức Thắng nè. Thì hôm nay bông hoa ra nhiều rồi nha quý vị. Mai. Đến cho quý vị và các bạn, anh chị, cái thức phim mà ai đi xa quê đều phải nhớ mỗi năm mẫu độ xuân về, mỗi năm Tết đến. Thì một cái không khí của Sa Đéc, một cái đặc trưng của Tết miền Tây nói chung và Sa Đéc Đồng Tháp nói riêng nha. Bông giấy đủ màu đủ sắc, và đây rất là đẹp nha quý vị. Thì đường này đường Tôn Đức Thắng, Quốc Thịnh sẽ chạy con đường chánh này nha quý vị, cho quý vị và các bạn cùng trải nghiệm. Năm nay tắc hành quá nhiều. Thời điểm này bao nhiêu một cây tắc này vậy ông chủ? Dạ 350. 350 một cây ha. Dạ.
nếu một cặp có thể bớt phải không? Cái tắc này dùng nào trồng vậy anh chủ, cho xin cái quầy mình khúc nào năng mà mình quảng cáo giùm. Dạ dạ bán giùm, nhưng mà tắc này dùng nào á, mình sẽ đét mình ha. Chỗ Bình Minh nha quý vị, hai Bình Minh. Cúc này thời điểm này bao nhiêu một chậu vậy em? Dạ bao nhiêu? 350. Mâm xôi, cúc mâm xôi bữa nay là giá bao nhiêu vậy cô? Một cặp như vậy là nhầm có 75.000 một chậu rồi con. Vậy là hôm nay rẻ quá vậy? À, đang bán ngay, cô này đang bán ngay chỗ quán cơm Thu Dân ha, 150.000 một cặp. Như vậy là thu hồi vốn được không cô? Dạ 150 một cặp là nha nha quý vị. Dạ cô tên gì ở đây? Dạ em tên Lan. Cô Lan ha. Thì quý vị có mua cúc mâm xôi thì nhớ cái địa điểm này nha. Đây là cơm Thu Dân định vị gì nè là được rồi. Thôi cũng chúc cô năm mới bán mau hết hàng về ăn Tết sớm. Em Thịnh, Quốc Thịnh Vlog. Dạ dạ. Đó thằng kia. Em cũng bán chứ cầm giá chi dạ. Em cho xin trở đầu có 1 2 300 ngàn cặp xong rồi. Dạ. Để em bán 150 cho nó hết cho mau. Dạ, ăn về luôn. Về sớm ăn Tết sớm. Cái này năm nay thương lái có tới mua không vậy cô? Tới mua. Nhưng mà mua cũng ít lắm cậu ơi. Dạ. Ít hơn mỗi năm. Dạ. Ít hơn mỗi năm. Mình ở đâu trồng bông này? Em trồng bông ở phía đằng sau nhà của phường An Hòa đó. Phường An Hòa, khóm Tân An rồi đấy ha. Dạ. Rồi, cô Lan nghe quý vị. Dạ. 150 nhưng mà bông này cũng vô giá anh ơi. Đúng rồi. Em nói 150 thì nhiều khi tối em có thể lên đó là 10.000, 20.000 đó không? Dạ. Khi mình bán được hết gần hết hàng thì nó khác. Dạ. Dạ. Hiện tại giờ em mới bán tự giờ cũng 4-5 cặp và giá vô 150. Dạ. Rồi, dạ chúc dồi dào sức khỏe nha, năm mới vạn sự như ý ha. Dạ. À, mình đến từ đâu và mình cảm nhận cái chợ hoa Sa Đéc 2024 này? Hôm nay là ngày 25 Tết rồi. Em đến từ Chi Tôn. À, là An Giang đấy ha. À. Dạ. Hoa cũng có. À. Rất là đa dạng. Dạ. Rất là đẹp. Thì mình thấy rất luôn. Thấy trăm hoa đua nở này, mình thấy không khí sắp Tết rồi ha. Đúng rồi, cảm thấy có không khí Tết hơn là dưới quê em luôn à. Dạ. Rồi cảm ơn nha, chúc bạn đi mua sắm bông hoa được nhiều hơn nha. Dạ. Và năm mới chúc gia đình an khang thịnh vượng. Vạn sự như ý và dồi dào sức khỏe nha. Quốc Thịnh Vlog nha.